Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực Hón Mòng mọi người ạ. Hón Mòng thuộc xã thuộc huyện Trường Xuân mình. Đây là cuối huyện giáp với Nghệ An mọi người nhé. Hón này thì năm ngoái mình cũng đi mấy chuyến đi câu rồi. Đó, năm nay anh em bốn anh em cháu mình đi trải nghiệm một ngày một đêm mọi người ạ. Đi từ sáng đến giờ vào rồi. Giờ là 10 giờ đi vào trong đến điểm câu chắc chừng 1 giờ mọi người nhá. Anh em mà túc tắc đi dần cho nó đỡ nắng thì đỡ mệt. Mình thì chương trình dài hôm nay anh em đi thì chủ yếu tối đánh cô răng, ngày thì đánh lưới và lùa cá trời đất mọi người ạ. Đấy, đó là có ba người đi trước ấy, có hai ông bạn mình và ông chú mình. Mình là bốn người. Nước sông thì năm nay nó lên chưa sâu ấy, chưa tới cầu đâu mọi người này. Còn nước mà lên to là khu vực mình đang đi này nó cũng lút này. Đỉnh điểm thì vào tháng 11, tháng 12 thì dương lịch ấy mọi người ạ, nước nó to thì mới lút đến cái chỗ mình đang đi thế này. Còn nước không lên đỉnh điểm thì nó chỉ đến sườn dưới kia thôi. Đây là mới bên phía bên ngoài mọi người ạ. Đó, anh em tiếp tục đi là mọi người nhá. Đi có đoạn nào cảnh đẹp, suối đẹp mình lưu lại một chút cho mọi người xem. Và mình buông cần câu lua mọi người ạ. Hy vọng có cá trời to. Nói chung anh em mình đi thì cũng không nặng lắm mọi người đeo chừng 10kg luôn lại thôi. Một số đồ vật dụng quần áo và đồ ăn thôi mọi người ạ, câu thôi. Có mình là nặng hơn mọi người một chút rồi. Có cái đồ chân máy nó hơi nặng hơn một chút thôi mọi người ạ. Đi bộ chừng 3 tiếng ạ. 3 tiếng là vào nơi mọi người nhé. Quá mọi người ạ, bọn mình di chuyển được một tiếng đồng hồ, được một nửa đường mọi người ơi, gần nửa đường. Phải nghỉ nắng một lúc mọi người ạ, nghỉ trưa lúc nắng quá. Tiếp tục hành trình buổi trưa, sau đi sớm chút, đi thế này nắng quá, trời nắng. Các cái khu này mình xét có một số vụng câu cũng được mọi người ạ, như các vụng này khá sâu mọi người, đánh câu đêm ở đây cũng được. Nhưng mình đi bốn người phải tìm cái điểm nào nó dài dài, đông người thì sẽ tìm cái đoạn dài dài nhiều vụng mọi người nhá, mình gọi trong kia. Đấy, những người lúc tôi đi mọi người ạ. Không bật máy anh em này. Lên con lấu, mình mới thử xuống cần thôi. Lên con trời đất ngon rồi mình em ơi. Anh em mấy người đang đi trước là mình bảo lắp nào lua một chút đường sau xem thế nào. Đây là lua đoạn này là mình vừa sấy một con. Xong mình luôn, rồi mình đeo máy đeo đầu vào mọi người ạ. Vừa lên được con em. Phê đó anh em ạ. Sướng thật. Đấy, không to này cũng ngon rồi, chắc là 4 lạng. Cảm nhận thế nào chú Xuân, sướng chưa? Sống con miệng thấy nhiều cá to không? Đây này mọi người này, cũng là anh em nó hết to, nó đang thích, đang phải xuống cần này. Bây giờ 12 giờ trưa. Ui mọi người này, ui một đàn mọi người này, 4-5 con này, 6 con, ui chủ 7 con này, chủ đồng lắm mọi người ơi. Ui đồ đó bơi nó mày thấy không? Rồi đây mình chuẩn bị cần đấy nhá. Hả? Ở dưới làm răng được. Lùa theo này từ từ. Đây anh nhấn nước vào. Để anh ném xong rồi đã. Hắn đang ở trên đây này, không ở dưới mới mua. Hả? Đây này à? Không, nó đang bị răng ạ. Từ từ. Em lên đầu nguồn ném xuống đi. Khéo không thấy người đó. Rồi đấy, giờ trách. Sao lại cứ rối thế nhỉ?
nhiều lắm mọi người ạ, nó đi hết rồi. Đi hết mất rồi. Đan liền, anh em mình ấy giữ câu nó chạy đâu quá. Chợ nó chạy lên trên mất rồi. Chạy đi mua mất rồi ạ. Mô. Ô, số một con. Số một con nhỏ. Không ăn với em ạ, đuôi lại kinh rồi. Ăn kinh rồi. Không ăn mô. Đây mấy con nhỏ thôi. Rồi, số tiếp. Đen nhá. Con này nhỏ thôi. Dính vừa rồi còn số chứ. Đấy, một con sổ luôn nhá. Nếu một con đang lùa theo đây. Địch mẹ con nữa thôi. Không có một con lớn mà. Lớn phan và không dính. Ác hạ đứa con không dính. Đứa có mấy con nữa đang lùa theo đó. Từ còn mấy vụn bốn nơi mà anh em mình cứ đi từ từ thôi. Đứa ăn lùa theo nơi. Đấy dính con rồi, con gì đó. Mẹ. Mò ngon mà. Ném thả một đứa đi. Ném thả một cái rảnh nữa. Mò ngon rồi, hôm trước đây được con mò ba lạng này. Gần ba lạng, to lắm. Dính thôi, mít cá chi thôi. Ơ, còn lâu. Lâu chứ. Sướng chưa? Hai con mọi người. Cũng được. Khá khá. To hơn con kia. Đúng rồi. To hơn con kia. Sướng chưa? Giật phù hoát. To hơn nhá. Ngon không mọi người? Dít cẳng sướng luôn à. Hai con. Ngon mọi người ạ. Ở đây nó nhiều cá cha là chảy đất này lắm. Còn mấy con sậy đóng, toàn đóng mép. Dài phải sướng lắm mọi người ạ. Đúng thế này nó đúng là phải lên đầu nguồn, nhưng mà mình đi từ dưới lên. Đi từ dưới lên lại không đúng đầu nguồn được mọi người ạ. Nhóm mình có 4 người đấy. Hai người đi trước vào làm tròi mọi người ạ. Mình với thằng em mới đi sau. Để đi vừa lua vào được con nào không thì cải thiện lúc. Đoạn này cạn đoạn trên nước sâu rồi.
nó hơi cạn. Đoạn đến sâu mà cứ đi thẳng cái bờ đi. Ý là được một con nữa. Số con đây này. Vừa sấy con này. Ngoằng 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 mà không dính. Được. Đến quần thôi. Chạy mất rồi. Nhỏ. Có to. Hai con to lắm. To. Chạy xem không có ăn đâu. Tránh đừng sau câu nhá. Nhìn nhá. Nè, đi sát xuống đây chạy theo này. Có hai con to mọi người ạ. Nó lên mất rồi. Nó chạy thật đây rồi chứ. Nó cái con này bầu máy quá nhỉ. Chạy sát luôn không đớp. Ồ, ngay con tao lấy lên được rồi. Hả? Còn đây con nhỏ lùi theo này. Vừa sát đây luôn đó. Hả? Đoạn là thôi, 15 phút nữa thôi mà. Đây thì gần đến nơi thì nó mà lo. Đấy, ui trời. Lùa đúng lên lưỡi câu mà không đớp miệng. Lao thật. Lùa sát lưỡi câu mà không đớp. Hay là lùa xuôi mình lùa chậm quá nhỉ. Đớp được. Dính rồi. Ô sợ rồi. Đi chè. Hả? Không, tùng lại sẫy luôn đấy chứ. Đây này, con to làm theo. Đây, xuống này. Nó vừa bơi xuống đây này. To lắm. Nếu lùi xuống tí thì anh lấy đoạn bụng đi. Dính một con thôi nhỏ. Nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Con này nhỏ mọi người ạ. Đấy, nhỏ. Cũng không nhỏ lắm, được. Con kia vừa sấy xong. Tí về gì là có ngọt rồi anh em ơi. Con thì to hơn mà không dính mọi người ạ. Còn lấy có lấy không? Lấy. Nhỏ. Thế anh định sang năm vô lấy à? Đúng không, vô lấy chả được. Con to này nó chạy xuống đây mọi người này. Nó không đớp. Con to lắm. Lắm cái con ấy bầu lắm mọi người. Không phải con muỗi đâu mà con ruồi đâu mọi người. Con mắt đá đấy. Nó có bù cái máy mình kìa. Đúng là cá ăn như ăn cướp luôn. Đớp sướng thật. Gần như đớp liên tục mà không dính thôi. Có hàng cho bọn Bình với Sơn là khỏi la rồi. Chết rồi. Sâu quá mọi người ạ. Ướt máy rồi. Ướt ba lô rồi. Ướt quần áo luôn đấy, ở trong đấy. Anh em à, lùa chày thấy phê không? Nói chung là lượng cá chày đây rất nhiều mọi người ạ. Một vũng 5-6-7 con nữa. Mình vừa lùa thấy mà sấy 2-3 phát được liền phát. Mọi người thấy có ngại không? Mình vào trong đây mà nếu có vụng nào đẹp mình lại quay lại mọi người xem nhé. Ném đoạn đi xong mới lên đoạn trên. Không đúng đoạn này ném đầu đi đã. Khi ném được đoạn trên vướng xa lắm. Hai vụng mà, đoạn xử xá dưới nhưng vụng trên vụng này.
Để ném đoạn đi này, đoạn ngang này. Chỉ cho dính luôn này. Cái chỉ đó. Cái gì thế anh em? Áo nhá. Phê nhờ. Ném quá đầu tiên dính luôn anh em ạ. Nó chưa sợ người. Cũng không nhỏ mà em ạ. Đấy. Không được mà. To chứ. Ui. Ui khéo nhảy mất này. To đó ạ. Đứng đây luôn. Đứng được. Ui, đỡ tay đi. Từ từ anh, cứ từ từ thôi. Đỡ tay không rơi mất này. Hồi lấy tay đỡ đồng hoàng đi, lấy tay đỡ đồng hoàng đi em. Ui sổ mất này. Sổ độc khí của. Rồi, trời ơi. Ném phát chính luôn mọi người ạ, nhiều thế. Ăn con đầu tiên luôn. Đúng một. Lao lên chứ, lao là mình luôn giật vô chứ. À bắt càn phải mất, may nó mắc sâu quá mọi người ạ. Thằng này, thằng em nó bắt càn quá. Ai phát đầu tiên ăn ngay. Nó đang nằm ở đó luôn nhờ. Đang nằm đầu sải luôn nhờ. Nhiều phát ném đầu tiên nó cự phát nó không dính đấy nhờ. Nó lao thì nó không dính. Đi đi lùa thôi, không cần đi câu cũng được. Ngày lùa cũng đẹp. Sướng. Có mồi lùa có mừng anh không mang đấy nhá. Thiên tê không có đứng chỗ ném nó vướng, vướng cùi gì đây. Đứng đây thôi. Nó chạy mất rồi nhờ. Nó mang một con chạy mất rồi nhờ. Hả? Ra. Con. Thấy. Thằng em nó sướng quá, nó đòi câu mọi người kìa. Nó lắm không còn mắt này quá. Được có một con mọi người nó chạy luôn rồi. Cũng được con là được rồi mọi người ạ. Hôm nay vào mình sẽ làm đúng một clip lùa dê cá trẻ mọi người nhá. Vào kia làm riêng clip câu dây và câu ngâm đêm ấy. Ui, con rồ mó nó lùa hẳn lên đó mà không đớp nhờ. Em phải quay hơi nhanh nhanh nhé, quay chậm nó không được, nó không đớp, nó chật ạ. Thôi để mình lại chuyển lên vụ trên mọi người ạ. Lên trên kia thì vụ này nó ăn khác, nó chạy mất rồi. Vừa chật đây. Vừa sấy đúng không? Hả? Thì nhỏ ra đớp nhiều mà. Chắc ăn chạy mất rồi. Một vụ có 4-5 con là bình thường, nhưng nó bị động một con là nó chạy thôi. Đi, lên đây đi. Nó nào đến đây luôn đó mọi người. Con nhỏ nó nào theo đến nơi luôn mà không đớp. Ôi, đi xa thế cơ. Đi, đến nơi rồi. Trên nữa, đi thẳng lên đi. Cứ đi thẳng lên con đường nữa. Anh lùa tí anh lên. Woo!
Có không? Ô, phê chết ơi. Con này to lắm, thấy gan sướng lắm. Phê lắm chết ơi. Không to mà nó khỏe thật á. Phê lắm em ạ. Trục vớt thành công con này to nhất. Ô, sướng. Ô, nằm lại hơn rồi. Đá chưa, đá chưa. Trời ơi, con này đúng là sướng luôn à. Phê quá mọi người ạ. Đúng là lôi sướng tay quá. Làm cái ảnh đã. Quá phê rừng sâu. Chấm hết luôn. To, kéo đá. Không biết được bao nhiêu lạng mọi người ạ. Con này mắc đúng hàm trên không thể ra nổi. Mắc quá sâu luôn. Này, mang đây. Xuống đây. Từ từ. Mang đến đang cầm hai tay cũng rơi cái mất phí à. Chú nè. Cái đi lùa ngắn luôn làm chi. Ca thêm chạy đi chứ. Úi giời trước. Phê nhờ. Vũng này nhiều này, vũng không thấy 6-7 con này này. Nó cạn này mà nhiều lắm đó. Trạch với lăng. Anh thả cái dây đi này. Mười mấy con trạch. Cá lăng. Lên thêm một con mày vậy ạ. Á chà. Tính ngày em cá mương. Cá mương này ngon lắm mọi người ạ, cá mương hoa này. Ăn ngon. Đói lắm mọi người ạ, 1 giờ hơn rồi. Mà cảm giác luôn nó phê quá. Sắp đi lên đến chỗ tập kết rồi, mình phải rốn luôn vài đường nữa xem thế nào. Đấy có một con to lùa theo mọi người, đấy. Có con to mọi người nhá. Con to lùa theo nhá. Con to đấy. Có một con to vừa lùa theo đấy. Lùa vào đến gần trong này luôn. Lúc này còn cá mương nữa này. Nhiều cá mương thế. Này mương vàng này. Càng vào này lùa càng dễ mọi người ạ. Lùa ngoài kia thấy khó hơn, vào đây nó cá nó ăn mạnh hơn. Hai con. Hai con mương. Ui trời ơi, to ngang con đấy Xuân ơi. Kìa, mày thấy vùng nước này không? Trời ơi. Tiếc thật. Còn đấy mà lại không dính được nhờ. Lấy mấy con cá đi, đi luôn. Tiếc quá, sổ mất. Sắp đến điểm tập kết mọi người ạ. Một đoạn nữa thôi, mình